Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý khán thính giả, vào thứ hai tuần vừa qua, các học viên lớp cao đẳng Phật học đã được thầy giáo Thọ Huyền Châu giảng kinh Tăng Nhất A Hàm trực tuyến qua Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung 3 bài kinh đầu trong phẩm Thiện Tụ sau đây. Trước khi đi vào bài giảng, thầy giáo Thọ nói rằng kinh Tăng Chi Bộ là thuộc giáo nghĩa Nam truyền, còn kinh Tăng Nhất A Hàm là thuộc Hán Tạng. Hai bản kinh này có giáo nghĩa tương đồng mà màu sắc khác biệt. Sự kết hợp hai loại giáo nghĩa này cho chúng ta thấy pháp vị giải thoát như trăm sông ngàn rạch đổ ra biển đều thuần một vị mặn. Các nhà biên tập kinh điển Đại Thừa đã khéo léo chiết ra và tập trung những tinh hoa Phật giáo, hình thành những bản kinh Đại Thừa có sức sống mạnh mẽ, ảnh hưởng đến mọi tầng lớp trong xã hội. Và như vậy Phật giáo mới trụ được ở Trung Quốc, nơi mà Khổng giáo và Lão giáo phát triển vững vàng. Bài kinh số 1. Lúc bấy giờ, Thế Tôn ở vườn Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ. Thế Tôn dạy các tỳ kheo về pháp tụ thiện, đó là năm căn: tính, tấn, niệm, định và tuệ căn. Thầy giải thích rằng tụ thiện có nghĩa là điều thiện gom lại, và trong môi trường đó nó sinh sôi nảy nở. Căn là nơi chốn, nền tảng là nơi phát sinh. Tính căn là niềm tin vào một chân lý như thật, không thể nào phủ nhận được, như sanh, lão, bệnh, tử là khổ. Tin Phật là đấng giác ngộ, là người tìm ra con đường bất tử. Tin Pháp là phương thức Phật dạy mà các chúng đệ tử thực tập đã chứng đắc quả vị giải thoát. Tinh tăng là đời sống mà các vị phạm hạnh đã thành tựu. Tính căn rất quan trọng, nếu không có tính thì không có công đức lành nào thành tựu. Trên cơ sở của niềm tin, chúng ta có đời sống hướng thượng, nên tinh tấn thực hành theo những gì mà Phật và các vị thánh giả đã làm, đó là tinh tấn căn. Niệm căn là ghi nhớ những gì mình thành tựu được, hoặc biết điều dở, lỗi lầm để tránh. Trong lòng ghi nhớ làm như thế này sẽ đau khổ nên không đi theo. Tuy nhiên, niệm không đơn giản là chỉ ghi nhớ mà phải niệm niệm liên tục, không gián đoạn. Định căn là phương pháp tập trung tâm ý, chuyên chú vào đề mục tu hành hay an trú vào hơi thở. Sau cùng là tuệ căn, vì nhờ học nên có định, rồi phối hợp quán chiếu mà sinh ra trí hiểu biết sắc bén, có thể đoạn ác, nuôi lớn thiện tâm. Trí tuệ là năng lực nhận biết được chánh, tà, chân, ngụy. Nhờ có ngũ căn này mà trong tâm phát sinh biết bao công đức lành. Nếu trong tâm không có năm điều này thì công đức không có mặt. Thế Tôn dạy, nhờ tu năm căn này mà chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, được pháp bất thối chuyển, chắc chắn sẽ đạt đạo tối thượng. Tinh tấn tu hành thêm nữa sẽ thành tựu Tư Đà Hàm, rồi đến A Na Hàm thì không còn tái sanh đời này nữa, sau đó ở ngũ tịnh cư thiên mà chứng niết bàn, chuyển tiến tu tiếp diệt tận hữu lậu, thành tựu vô lậu tâm tệ giải thoát, chứng đắc quả A La Hán. Thầy giảng, khi có ngũ căn phải làm cho nó phát triển sáng ngời lên mới chứng quả được, nghĩa là phải có ngũ lực, tức là sức mạnh của ngũ căn. Đây là hai pháp lớn nhất trong 37 phẩm trợ đạo giúp hành giả mau đạt kết quả trên bước đường tu hành. Đến bài kinh số 2, Đức Phật nói về tụ bất thiện, đó là năm triền cái, gồm có tham dục, sân hận, thủy miên, trạo cử, nghi. Thầy phân tích triền là triền phược, là dơ bẩn, nhiễm ô, còn cái nghĩa là che lấp. Nếu tâm tích lũy năm triền cái này thì sẽ có phần vào ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chúng ta quan sát kỹ trong một con vật thì sẽ thấy nó hiện rõ năm điều này. Và nếu con người chúng ta không để ý tu sửa năm pháp bất thiện này thì dễ đọa làm súc sanh.
Cũng bởi tham dục mà con người tích chứa điều ác trong tâm, khi sân giận thì làm điều ác. Do thụy miên nên ham ngủ nghỉ, làm tâm trí trở nên tối tăm, khiến vô minh phát triển. Chúng ta tự quan sát mình, chớ nuôi dưỡng tâm thụy miên. Nếu nó tồn tại thì sẽ không có trí huệ sắc bén, làm sao đoạn được phiền não. Do đó chớ có tham đắm vào sự ngủ nghỉ. Còn trạo cử là tâm không yên, lập trường không vững, cũng không tạo được công đức. Về tâm nghi, trong đời sống làm nhiều người khổ sở. Và trong Phật Pháp, nghi không tạo được phước lành, đôi khi còn làm mất đi phước báu. Đây là năm yếu tố tạo ra vô số tội lỗi, sinh ra các pháp bất thiện. Bởi vậy, chúng ta hãy tìm cách diệt trừ năm triền cái. Trong bài kinh số 3, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, lại Phật có năm công đức, đó là xinh đẹp, tiếng hay, có nhiều tiền của, sanh vào nhà giàu có quyền quý, và khi chết sanh lên trời hay thiện xứ. Vì sao lại Phật mà được năm công đức này? Vì Đức Phật không ai sánh bằng, Ngài có tín giới, đa văn, trí tuệ vô sư và sắc đẹp. Tất cả đều do công đức thiện mà Phật đã tích lũy từ vô lượng kiếp. Những nhân tố mà Đức Phật có được đã hoàn thiện, đó là 32 tiếng tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tiếng hay, phước vi diệu ở thế gian, con vị vua oai hùng nhất đương thời. Nếu Ngài không xuất gia thì là vị chuyển luân thánh vương, và khi chết sẽ sanh thiên giới. Do đó, khi lại Phật, ta đã kết duyên với những điều trên. Vì sao lại Phật mà được xinh đẹp? Do vì thấy hình Phật mà phát tâm hoan hỷ nên được xinh đẹp. Khi lại Phật, trong tâm niệm xưng hiệu Phật, miệng xướng lễ hồng danh Phật, Nam Mô Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác, thì lúc đó tâm niệm xấu xa không hiện diện, liền có thức âm thanh tịnh, nên được âm thanh hay. Do thấy Phật mà khởi tâm cúng dường một cách trang nghiêm, cung kính. Phật là ruộng phước tối thượng trong ba cõi. Chúng ta gieo trồng vào ruộng phước này thì sẽ được phước báu lớn. Đó là nhân duyên tốt để ta được quả lành, có nhiều tiền của đời sau. Còn muốn sanh vào nhà giàu có, chúng ta phải lễ Phật với tâm không đắm nhiễm, chí thành quỳ lại sát đất. Thầy giảng rằng khi thấy Như Lai tâm không đắm nhiễm thì phước trụ lại không mất đi. Tại sao lại Phật được sanh thiên? Đây là thường pháp, là điều tất yếu. Vì khi lại Phật là giữ cho tâm ý thanh tịnh nên cảnh thánh cõi trời hiện ra, thì khi thân hoại mạng chung sẽ sanh về đó. Trân trọng kính mời quý vị hãy đón xem chương trình Dạy và Học của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay thứ hai, ngày 5 tháng 10 năm 2020, từ 6 giờ đến 9 giờ tối. Thượng tọa Thích Huyền Châu sẽ giảng tiếp Kinh Tăng Nhất A Hàm trực tuyến qua Bồ Đề Phật Quốc TV băng tần 57.15. Quý vị cũng có thể nghe qua YouTube Bồ Đề Phật Quốc TV 57.15 live và Facebook Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Ngoài ra, mời quý vị vào trang nhà bồ đề Phật quốc.org để nghe lại các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Bồ đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Rất mong quý học viên kiểm tra email thường xuyên để biết các thông báo cần thiết. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.